Trong căn nhà cổ gần trăm năm tuổi ở xứ Cù Lao, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hơn 50 năm qua vẫn lưu giữ thi thể của một người thân đã mất. Điều đáng nói, đến nay đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Theo chủ nhân của ngôi nhà này, bà Trần Thị Nguyện, 55 tuổi cho biết, gia đình nhà chồng bà có 4 người con, người nằm trong quan tài là con thứ 3 không may bị bệnh đã qua đời từ năm 17 tuổi. Ông có tên đầy đủ là Đinh Công Hảo, là người con thứ 3 trong gia đình có 4 người con gồm 2 trai 2 gái. Hảo được nhận xét có gương mặt khôi ngô, tấn tú, lại giống cha nên rất được yêu thương. Năm lên 10 tuổi thì Hảo mắc bệnh lạ, chán ăn, mất ngủ, chính vì vậy cơ thể ngày một teo tóp dần. Nhiều thầy thuốc đông y, tây y có tiếng thời đó đã được gia đình mời đến bắt bệnh nhưng tất cả đều bó tay. Hảo chút hơi thở cuối cùng vào năm 17 tuổi và được gia đình an táng trên một mảnh đất sau nhà. Nhưng tưởng mọi chuyện đã an bài với người quá cố nhưng sau đó nhiều sự kiện trùng lập một cách kỳ lạ đến nay vẫn là điều bí ẩn. Bà Nguyệt kể là sau khi anh ba mất, gia đình chôn ở sau nhà, ba chồng tôi ngủ thì thấy anh ba về kêu: "Đào con lên, con sống dậy rồi." Ban đầu không tin nhưng ba chồng tôi cứ thấy vậy hoài. Rồi những người khác cũng thấy y như vậy nên ba chồng tôi nói để trình báo với chính quyền rồi khai quật mộ lên. Ngay sau đó việc đào mộ diễn ra rất cẩn thận, mọi người nhẹ nhàng lấy từng lớp đất vì sợ mùi tử khí xông lên. Tuy nhiên đến khi nắp quan tài được mở ra không ai phát hiện mùi hôi thối. Bà Nguyệt kể tiếp, lúc đó mọi người thấy da thịt anh ba còn hồng hào nhưng không còn thở, nằm im như đang ngủ. Chỉ có kiến vào đục tay chân miệng nên má tôi mới tắm rửa cho anh ấy rồi xức thuốc đỏ vô thì lành. Sau đó bác sĩ đến tìm hiểu và kim đâm vào đầu ngón tay ông Hạo thì máu vẫn chảy, đổ nước vẫn uống bình thường. Thương tiếc con trai, cha của Hảo quyết định không chôn mà đưa thi thể con vào chiếc quan tài nhỏ, phía trên có lắp tấm kính để hàng ngày được nhìn thấy người đã khuất. Mấy năm sau mặt kính phía trong bị ố vàng nên ông khoan hai lỗ nhỏ bằng đầu đũa bên hông quan tài để thông hơi. Khi đó mọi người thấy hai đầu quan tài có hai lỗ sẽ sợ mùi hôi xông ra, nhưng trước giờ không ai ngửi được mùi hôi thối quanh thi thể. Đến nay thi thể ông Hạo được phủ kính bằng lớp vải mỏng với những đường nét lộ ra bên dưới lớp vải thì thi thể vẫn còn nguyên vẹn chứ không phải là bộ xương. Trải qua hơn 50 năm, thi thể ông Hạo vẫn nằm im đó, chỉ khô lại chứ không phân hủy. Theo lời gia đình, họ không sử dụng bất cứ loại thuốc hóa chất nào để ướp. Vượt qua những yếu tố khoa học, xác khô ấy cứ thế trường tồn thách thức theo thời gian. Đã có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước từng đến đây ăn ngủ cùng thi hài ông, nghiên cứu cố gắng tìm ra lời giải vì sao thi thể không phân hủy, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.